Chào mừng bạn ấy với kênh YouTube chính thức của Fusion Group, nhà nhập khẩu phân phối thức ăn và phụ kiện cho thú cưng hàng đầu tại Việt Nam. Campania được coi là thương hiệu thức ăn Hàn Quốc dân dành cho chó tại Hàn Quốc. Vậy loại hạt này có gì đặc biệt? Hôm nay Fusion Group sẽ review chi tiết về loại hạt này nhé. Ở đây là bao bì của Dogmania gồm 3 loại dành cho 3 lứa tuổi. Dogmania Puppy, bao bì màu hồng nhạt dành cho chó nhỏ từ 3 đến 12 tháng tuổi. Dogmania Adult, bao bì màu xanh nhạt dành cho chó lớn trên 12 tháng tuổi. Cả hai loại này đều có trọng lượng 1,5kg và 3kg. Cuối cùng là Dogmania Premium dành cho chó mọi lứa tuổi. Sản phẩm này có trọng lượng 5kg và có quan sát vô cùng tiện lợi. Cảm quan bên ngoài của sản phẩm là bao bì vô cùng sắc nét và dễ dàng phân biệt về màu sắc. Dogmania luôn hướng tới sự tươi ngon và dinh dưỡng toàn diện cho thú cưng. Chúng ta sẽ cùng khám phá thành phần của sản phẩm này. Ở mặt trước của túi hạt, nhà sản xuất có ghi Six Optimum Nutrition là 6 thành phần dinh dưỡng chủ đạo, bao gồm giúp vị gà tự nhiên, giúp kích thích vị giác, muốn ăn ngon miệng hơn, canxi và phốt pho giúp phát triển hệ xương khớp chắc khỏe, vitamin và khoáng chất gồm kẽm, omega 3 và 6, axit béo giúp da khỏe mạnh, lông bóng mượt, giảm thiểu việc mắc các bệnh về da và lông. Thành phần keo ong có tác dụng kháng khuẩn, giúp tăng cường hệ miễn dịch. Tinh chất cây hương thảo giúp tăng cường hiệu quả chống oxy hóa cùng chiết xuất probiotic, giúp cải thiện hệ tiêu hóa, duy trì sức khỏe đường ruột. Tinh chất cây yucca góp phần hỗ trợ hệ tiêu hóa, giảm mùi hôi của phân. Vậy các thông số thành phần và giá trị dinh dưỡng của thức ăn hạt Dogmania như thế nào? Bảng thành phần này đã được nhà sản xuất ghi chi tiết trên bao bì như sau. Trên bao bì mặt sau của sản phẩm chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy chứng nhận này. Hạt Dogmania được hàng triệu chú chó trên khắp thế giới say mê và yêu thích. Sản phẩm từ Hàn Quốc này có màu nâu, kích thước hạt vừa miệng với các bạn thú cưng. Hạt của Dogmania Puppy dành cho chó nhỏ có kích thước 6mm. Hai loại hạt còn lại là Dogmania Adult và Dogmania Premium có kích thước 8mm. Sử dụng thức ăn hạt cho chó ngoài sự tiện lợi còn giúp cho chó có hàm răng chắc khỏe, ngăn ngừa các bệnh về răng miệng. Khẩu phần ăn cho các bạn chó theo lứa tuổi như thế nào là phù hợp? Với từng độ tuổi, Dogmania đều đưa ra hướng dẫn cụ thể. Dưới đây là bảng liều lượng khuyên dùng cho chó mọi độ tuổi với sản phẩm Dogmania Premium. Một điều thông thường nhưng rất quan trọng là cần cung cấp đủ nước cho thú cưng, bởi nước giúp tế bào và cơ thể thú cưng phát triển khỏe mạnh. Bạn hãy bảo quản túi hạt thức ăn ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời trực tiếp và lưu ý đóng kín bao bì ngay sau khi sử dụng xong để đảm bảo chất lượng hạt. Hạt Dogmania sẽ phù hợp với những loại chó nào? Với thành phần chú trọng vào dinh dưỡng dồi dào, tăng đề kháng và miễn dịch tự nhiên, Dogmania phù hợp với các chú chó ưa thích vận động và muốn có một khởi đầu sức khỏe vững chắc. Như vậy, sản phẩm Dogmania từ Hàn Quốc cung cấp các thành phần dinh dưỡng dồi dào, giúp tăng cường hệ miễn dịch, phát triển xương khớp, ăn uống ngon miệng và cho các bạn thú cưng khởi đầu tuyệt vời về sức khỏe. Dogmania có sản phẩm dành cho chó nhỏ từ 3 đến 12 tháng tuổi, chó trưởng thành trên 1 tuổi và cho mọi lứa tuổi. Bạn có thể tìm mua thức ăn hạt cho chó Dogmania tại Fusion Group, đơn vị phân phối thức ăn và phụ kiện thú cưng nhập khẩu Hàn Quốc, hoặc tại các siêu thị, cửa hàng thú cưng trên toàn quốc. Nếu bạn thấy video này hữu ích thì hãy bấm like và đừng quên subscribe để ủng hộ các video.